Sau tập 1 thì tôi lên được cái con thuyền hạng sang anh em ạ. Tôi đột nhập vào phòng điều khiển và có một vài cái công thức có thể nâng cấp chiếc thuyền của tôi lên. Và tôi có cả cái tay lái thuyền nữa anh em ạ, khá là trơn tru đấy. Cuối cùng tôi cũng đến được cái hòn đảo và tôi quyết định đi khám phá. Muốn lên đảo là tôi cần chuẩn bị một vài thứ anh em ạ, giống như là nước và thức ăn, đối mặt với thú hoang dã. Từ từ để tao lụm lại cái đã. Một bước nhảy xe làm có thể giết chết bạn. Nó chìm đấy anh em. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Sau đó tôi cảm thấy quá cô đơn nên là tôi quyết định đi bắt thú. Hòn đảo này là hòn đảo gì thế nha? Chắc mày bơi được á. Sợ. Cút ra chỗ khác. Rồi có thịt heo ăn rồi. Tôi nhớ hồi nãy hai con mà đúng không anh em à? Cút. Ôi con này. Oh shit man. Stay away from me. Yes. Nghe heo gì mà có da không là thế nào? Vô lý. Lụm. Yep. Ở bên. Yep. Chỗ này là cái chỗ mà tôi có thể nuôi được mấy con quỷ như là cái con gà tây. Tôi có thể chế tạo ra được một thứ gọi là có thể bắt được anh em ạ. Cái luôn đi anh em cho nó ngầu. Bắt nhiều được. Vậy là tôi sẽ bắt được hai đứa đấy. Nạp đạn. Ngầu. Anh em có thấy gì đó không? Chơi thôi nào. Có vẻ là tôi nên đi từ từ anh em ạ. Nó đang ăn đấy. Ui, nó không nhìn thấy tôi. Chắc nó nghĩ tôi là đồng loại của nó. Nhưng không. Lên bắn chip. Từ từ. Rồi. Giúp. Đây là nơi ở mới của mày đấy. Có đồng cỏ. Trên kia làm gì có. Thật sự có nhiều hơn. Nhưng mà mày trên đó cô đơn lắm. Ở đây mày còn có ta. Ok. Có tên cho nó nè anh em à. Nhưng mà không đặt được à. Từ bây giờ tôi sẽ không còn cô đơn nữa. Cù mà đúng không. Cù là phải có lông. Nope. Con này cũng cù hay con dê ta. Vô lý dữ ta. Tao biết mày thích chiếc thuyền của tao mà. Cứ hưởng thụ đi nhé. Cuối cùng cũng tới hòn đảo sinh thái anh em ạ. Có vẻ là tôi sẽ đem một gọi là một cái này với một viên đạn anh em ạ. Nên như vậy với lại cái này là miếng nước ra đi. Ăn thì chưa chín. Ớt chín rồi nè, vừa nói luôn. Hay, hợp lý. Và sẵn tiện có vẻ là trong đây sẽ có đất anh em. Nên là đem theo xúc một ít đất. Có vẻ là nếu mà hòn đảo này rộng như vậy sẽ có những sinh vật lớn anh em. Nên là phải cẩn thận thôi. Where you? Come on. Come here, where you going? Không cho phép bắn hụt anh em ạ. Yep. Con dê của tôi đã có bạn rồi anh em ạ. À. Chúng tôi không còn cô đơn nữa. Là they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. No. Mẹ nó xem chết luôn anh em ạ. À. Nó xem ngợp thở nó chết. Vãi. Có bạn rồi đấy. Làm quen đi nhá. Làm quen đi. Chết luôn rồi. Và ở dưới đây sẽ có một cái thứ gọi là tôi sẽ cần trong thời gian tới. Đó chính là mấy em bong bóng. Đây anh em ạ. À. Nó đây. Put. Chúng rồi đúng không? What is that? Ôi, what the hell? Tôi cứ tưởng nó chết anh em ạ. À. Mà thật sự không phải. Rồi sau đó tôi đi lấy gỗ. Nói chung là hòn đảo cũng không có gì mấy anh em ạ. À, được gỗ. Với lại hồi nãy tôi tìm được cái con kia thì tôi làm sao nó đã nổ mất rồi anh em ạ. À. Nên là chúng ta sẽ đi tìm một hòn đảo khác. Anh mày dưới đó ổn không? Bám chắc vô. Đây không phải là tàu teenage lít loại xịn đâu. Đây chỉ là loại gỗ thôi. Rồi sẵn tiện sực cái lông của nó luôn. Đừng có buồn nha. Cuộc sống mà. Con này cho tôi sữa anh em. Được. Có nón, tôi sẽ lấy sữa. Đây. Trời, chuyên gia, uống. Trời ơi, được. Trời ơi, uống sữa là tăng chiều cao đấy. Wow. Con đảo lớn thực sự anh em à. To thực sự. Ê, gì ra đúng không? Tao biết mà. Và chắc chắn sẽ có một con gì đó cho tôi bắt anh em à. Để tao đi đây. Come on. Nhổ neo. Thấy rồi anh em ạ, à. Thấy rồi. Yup. Come here. Headshot. Lật ngửa. Ừ, lùm.
Ok. Một cái. Ui. What? No. No. No 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 no. Few moments later. 4 viên anh em ạ. À. 4 viên. Khoan. Tôi chưa có cung anh em ạ. À. Ok man. Tối rồi anh em ạ. À. Vừa đi vô khám phá thì nó cũng đã tối. Đợi tôi ngủ cái đã nha anh em. The next day. Con này tôi có bắt được không? Sao con này to thế nhỉ? Ủa nó trâu à. No. Bùa là. Chưa chết nữa hả? Tung ra. Ui. Đi xa thế. Ui. 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 Bắt không được anh em. Ui. Ngu này. Ừ, chết rồi. Ngu như heo. Giờ còn một con đại bàng nữa. Không biết nó ở đâu. Có vẻ là tôi nên gây sự với nó anh em ạ. Đi lên đỉnh núi này. Bên đây là hấp dẫn du khách nhất. Nó làm gì vậy? Robert. Ui. To thế. Không làm được à? Come here bitch. Mày xạo. Rớt lông liền. Rụng trứng liền. Lụm à. Ui. Chuẩn vai. Thôi không trúng nữa thôi. Sợ gặp con quỷ này nữa. I'm fail. Một né liền. Hay lắm con trai. Ui. Hay lắm. Ui rồi xong. Hết ammo rồi. Mày hả bự. Ui chết luôn kìa. Này nó dài quá anh em ạ. Đứng đó. Ngồi đó đi. Từ tao sẽ kiêng mày xuống sau. Cái này tôi phải bắt lại à. Còn nào thôi làm nốt đi. Ui. Tại con đó đấy. Nó đâu rồi? Tại mày đấy. Chạy. Đơn. No. Holy. Tao đang bế con nhỏ mà. Ui. Hên quá. Thuyền tôi đâu. Chắc nó sợ tôi rồi. Đi rồi anh em. Giờ là tôi là hết cô đơn. Là 4 con là hết rồi đấy anh em. Quá là ngầu luôn. Làm phiền bố mày là sai rồi. Con ỉ này. Ngày thế nha. Và tôi đang đi tìm đất thì. Ui. Cái thế. Sao nó bắn nó thế nha. Come here big boy. Big. Chưa thả. Mày ý, chết. Chuối đầu liếng con ngu. Nói ngu thì mày tự ái à. Hành trình đi kiếm đất của tôi thì chưa thấy đâu. Mấy con ong thì cũng chả thấy luôn anh em ạ. Mong là chỗ này sẽ có những con ong. Mà thường thường trên đây sẽ có ong anh em ạ. Giờ kết quả thì chưa thấy con nào. Trước tiên là thấy con heo đấy. Chiến thôi nào. Chuẩn bị tinh thần đón bạn ong đi nào. Ong đâu ta? Xong thấy con ong rồi hết ta? Vô lý thế. Theo như tôi dự đoán thì phần trăm không có ong thì sẽ cao hơn có ong. Ông ơi. Chúng mày đâu hết rồi. Ây. Có mật ong. Có một ông là phần trăm có ông sẽ cao lên. Vô lý tốt trên kia luôn à. Sử dụng cái này được không? Vợ, mày là con. Không tới rồi anh em. Mày làm sao tôi có thể qua bên kia được? Không được rồi. Cái cú thế. Mày sao? Đâu chưa? Đâu vãi. Đâu chưa? Đâu chưa? Phê thật sự. Cuối cùng trời cũng đã sáng. Bao nhiêu công sức của tôi cũng được đền đáp rồi anh em ạ. Anh em có thấy hữu gì không? 18 cái đấy. Khó khăn thực sự. Và tôi sẽ cho anh em xem công trình của tôi. Cái gì đây không? Vã lắm đấy anh em ạ. Nhưng mà cũng được. Cũng ổn đi. Giờ tôi phải đi thôi. Giờ tôi đã đủ chế được cái này rồi. 4 clay. Clay thì chắc tôi có đấy anh em ạ. Đấy. Cái này thì nhiều. Ổn rồi đấy. 20 cái này hả? Lên neo thôi anh em. Cây thu hoạch được chưa? Yes, được rồi. Mấy con này thì cũng ổn anh em ạ. Nãy là giờ là lu bu quá nên là quên cho nó ăn. Quên tưới cây anh em. Giờ phải tưới cây cho nó nữa. Tốn nước thế. Có vẻ là ok rồi đấy. Yep, đây là khu nông trại của tôi này. Cút ra coi con này. Trời, đây là cái chuồng mà. Hay là để bên đây ta. Hoặc để bên trái đi cho nó ngầu nha. Đấy. Đấy. Giờ làm sao để thu hoạch? Có vẻ là tôi sẽ bỏ mật ong vô anh em ạ. Hoặc là bỏ cái này nha. Nope. Không phải bỏ cái này rồi.
cũng không bỏ này luôn anh em. Nói chung là đây là khu vườn của tôi đấy. Bao nhiêu công sức của tôi đổi lại khu vườn cũng đáng anh em ạ. Hẹn anh em tập sau.